3, 2, 1, vô. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Chúng tôi lễ kiếp lục. Xin chào. Chúng tôi lễ kiếp lồng tiếng cho bộ phim Thám tử lừng danh Conan. Yeah. Chào mừng các bạn đến với một buổi làm việc của ekip lồng tiếng để có thể hiểu hơn cách thức lồng tiếng cho một bộ phim. Tôi là Trần Vũ, đạo diễn lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan. Rồi mọi người chuẩn bị nha. Thu. Tuyệt quá. Ba ơi, mình ghé nhà hàng này đi ha. Thôi, mình đi nhanh lên. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Hoàng Khuyết, là diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Conan. Ở trên đó kìa. Cuối cùng cũng tới rồi. Như các bạn đã biết, thì khi lồng cho nhân vật Conan á, thì Khuyết phải sử dụng giọng con nít của mình. Phải ngây thơ, dễ thương. Nè, bác quản lý ơi. Còn khi mà lồng cho Shinichi thì giọng nó phải già hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Cô ấy không tự sát, mà cô ấy đã bị sát hại. Nhưng mà nhân vật khó lòng nhất không phải là người nói nhiều nhất trong phim. Trời ơi, sao buồn ngủ ngang xương vậy? Ồ, xin chào các bạn, tôi cũng là một diễn viên lồng tiếng lồng cho nhân vật Mori Kogoro. Các bạn đợi chút nha, để tôi lồng cho xong cái phân đoạn này cái đã. Hai đứa thích thì cứ tự đi đi. Còn ta nói gì với ta thì có liên quan gì tới mày chứ? Ồ, khoan, biên tập kỳ vậy không được, để hỏi lại chỗ này mới được. Sao mà làm mày được chơi? Như các bạn đã thấy thì bộ phim Conan là một bộ phim hoạt hình thể loại trinh thám. Vì vậy thì đối tượng khán giả không chỉ là các bậc phụ huynh người lớn mà còn đa số là các em trẻ em nữa. Lời thoại ngôn ngữ trong phim phải được biên tập làm sao nó không quá bạo lực thô tục. Tôi rất muốn từng lời từng chữ lời thoại trong phim phải được trau chuốt như vậy. Sắp tới thì HTV3 sẽ giới thiệu với quý vị khán giả một series mới. Và rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho bộ phim Thám tử lừng danh Conan trên HTV3. Xin cảm ơn. Sự thật chỉ có một. Thám tử lừng danh Conan phát sóng lúc 18 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, chỉ có trên HTV3. Sự thật chỉ có một. Không ăn những cái mặt mũi nào. Bây giờ không xin đi chi đi.